Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn ba cái phôi mai rừng núi đá mới về ha. Phôi này khá là to các bạn ơi. Phôi này có hoành cổ đế của nó là 80 các bạn. Tổng chiều cao của nó là 1m14. Cho xuống tới rễ thì nó là 90 ha. Còn cái chiều dài rễ của nó là 80. Cây rất là to, rất là đồ sộ nha các bạn. Hàng lũa ha. Lũa hồng. Cây lũa hồng. Khá là đẹp. Đồ sộ. Mai rừng núi đá ha. Nó có chạy một số lát da số chỗ. Hoành 80. Chiều cao là 1m, tổng chiều cao của nó là 1m14. Dài đế là 80. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 2 triệu 500 nghìn, giá bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì mình liên hệ ha các bạn ha. Số điện thoại liên hệ là 0867 098 446 nha. 2 triệu 500 nghìn. Tiếp theo thì mình đến với một cái con thú ha các bạn. Con thú. Chân dài của nó là khoảng 60. Chân dài của nó thì khoảng 60 ha. Tổng chiều cao của nó là khoảng 80. Lưng nó gượt ha. Là gà ngoài này nó năm đầu chi nha các bạn. Năm đầu chi. Mặt thì nó bọng lỗ tí xíu. Cái đùi ha. Về anh em chồng anh em chịu khó be lên cao tí xíu. Be lên. Ấm chân luôn. Trồng trên mí chậu à. Này nó lũa chỗ này nha. Lũa mặt này. Năm đầu chi. Cây này anh em bẻ qua bẻ lại bẻ rơi bẻ lên gì đều được hết. Thú nha các bạn. Bầu thì anh em cứ để nguyên thôi. Cái này trước này là hai chân, còn sau thì một chân, là ba chân. Hoành thân của nó là 40. Chiều cao của nó, tổng chiều cao thì nó khoảng 80. Tổng chiều dài của nó là 98. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 1 triệu 100 nghìn. Giá bao gồm phí vận chuyển là 1 triệu mốt nha anh em. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn ha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446 ha. Còn anh em thích cái đầu, không thích cái đầu nó dài quá thì về anh em cắt lại. Tiếp theo là một cái con, một cái phôi bò bò ha, dáng rễ bò. Rễ bò nha anh em. Ba đầu chi ha. Đủ lập lưng. Cái vật trước này nó có một cái vật lũa đây, nó có một cái hõm lũa ha, thép. Đù nần nha. Hoành cổ đế của nó là 46. Chiều cao từ mí bầu lên đến đầu mà cắt trên của nó là 55. Chiều dài của nó thì tầm khoảng 60 ha. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Mai rừng núi đá ha. Mã NT3. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.